Chào mừng các bạn đến với Mô Hình Xe Cao Shop. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu sản phẩm Mercedes-Benz McLaren SNR Stirling Mu, tỷ lệ 1.32 của nhà sản xuất TY. McLaren SNR Stirling Mu được ra đời là sự kết hợp thiết kế ngoạn mục với công nghệ khắt khe nhất, mang đến trải nghiệm lái độc đáo cho mọi giác quan. Đây là dòng xe cổ cao cấp dành cho những người đam mê thể thao. Xe có thiết kế độc đáo, lạ mắt, không mui, không cửa sổ bên và không cả kính chắn gió. Chính giữa mui xe là logo của Mercedes được in nổi. Bên trên nắp động cơ dài là hai lỗ thông hơi lớn được bổ sung cùng với một lỗ thông hơi ở phía trước hành khách. Để bảo vệ cho phần nội thất, xe được trang bị hai nắp che theo vị trí ngồi, cho phép người lái che vị trí hành khách phía trước để tăng tính khí động học cũng như bảo quản khỏi những tác nhân bên ngoài. Cửa xe vẫn giữ nguyên thiết kế mở kiểu cánh bướm truyền thống của McLaren. Hệ thống ống xả nằm ẩn bên dưới gầm về hai bên thân xe trên bàn SLR McLaren tiêu chuẩn giờ được đặt nằm ngay hốc bánh sau nhằm tăng tính khí động học cho xe. Đèn hậu nhỏ hơn và kiểu dáng đẹp hơn mang lại cho phía sau một cái nhìn rất hiện đại. Toàn bộ khung xe thường được làm bằng kim loại, phủ một lớp sơn tĩnh điện. Bánh xe thường được làm bằng cao su và nội thất của xe thì được làm hoàn toàn bằng nhựa carbon. Xe thì mở được hai cửa và khi mở cửa sẽ có âm thanh đèn điện. Nắp capo thì được mở ngược và ta sẽ thấy được động cơ được làm rất là chi tiết. Ngoài ra khi ta ấn đầu xe xuống thì sẽ có tiếng động cơ rất là thật. Có cả đèn sau nữa các bạn nhé. Xe thì có 3 màu trắng, đỏ và đen. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website cashop.com.vn hoặc fanpage Mô Hình Xe gạch dưới Cashop. Nếu có ý kiến đóng góp hay câu hỏi gì, các bạn hãy comment xuống phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem.